Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, thì từ xưa đến nay, cái việc chọn tuổi kết hợp làm ăn kinh doanh hay là chọn tuổi xây dựng vợ gả chồng và chọn tuổi sinh con đẻ cái là một trong những vấn đề mà hầu hết được mọi người quan tâm. Đấy. Cũng có rất nhiều người hỏi tôi là thế tại sao tôi tuổi này kết hợp với tuổi này mà lại dễ bị vỡ, dễ bị tan vỡ, đúng không ạ? Vì tôi tuổi Tý lấy tuổi Ngọ tại sao lại dễ xảy ra chuyện tan vỡ? Hoặc tôi tuổi Mão lấy tuổi Thân thì tại sao lại dễ dính vào tình trạng là gì? Đổ bể đó. Thì trong cái học thuật trong 12 con giáp thì nó có những cái quan hệ là tương xung, tương khắc, tương hợp và tương sinh. Vì thế cho nên nếu mà chúng ta may mắn mà chọn được vào những cái tuổi tốt thì cái công việc làm ăn cũng sẽ thuận lợi hơn. Khi kết hợp làm ăn cũng sẽ gặp nhiều may mắn, mang lại được cái tài lộc, mang lại được cái hạnh phúc cho quý vị và các bạn. Trong khi đó, nếu mà chọn nhầm vào cái tuổi mà nó gặp xung hình phá hại thì nó sẽ mang lại cái điều không may, như là cái chuyện làm ăn kinh doanh thì dễ bị gì tan vỡ. Tương tự như trong cái chuyện dựng vợ gả chồng cũng vậy, nó dễ sinh ra cái chuyện mâu thuẫn, tranh cãi, khiến cho hai người khó lòng mà có thể ở được với nhau lâu dài. Đó. Chuyện sinh con đẻ cái cũng vậy, thì người ta cũng thường kiêng là những cái chuyện là cưới vào vợ chồng xung khắc. Và trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những người tuổi Tỵ. Những người tuổi Tỵ nhá, thì sẽ lấy tuổi nào kết hợp làm ăn kinh doanh với những người tuổi nào để được may mắn, để được hanh thông thuận lợi. Đó, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì chúng ta biết tuổi Tỵ sẽ có 5 tuổi đúng không ạ? Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1917, tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, tuổi Tân Tỵ sinh 2001 hoặc là 1941. Những người Quý Tỵ sinh năm 1953 hoặc là 2013. Đó. Đó là những người tuổi Tỵ nhé, những người tuổi Tỵ. Vậy nên là những người tuổi Tỵ này thì sẽ lấy tuổi nào? Đấy, thì trong khuôn khổ video ngày hôm nay tôi sẽ chỉ chia sẻ với quý vị và các bạn về cái địa chi nhé. Địa chi Tỵ thôi, Tỵ và Tỵ. Chứ cái thiên can là tôi sẽ dành cho quý vị một cái video khác. Tại vì khi nói vào thì nó sẽ dài tầm vài tiếng, nên ra là nó rất là khó. Và tôi sẽ dành ra một video sau chia sẻ riêng với quý vị và các bạn. Vậy nên trong video ngày hôm nay chỉ nói về những người tuổi Tỵ nhé. Chỉ nói chữ Tỵ thôi. Đấy, tại sao tôi viết chữ y dài viết nó dễ hơn. Đó, như vậy thôi. Như vậy thì gì? Những người tuổi Tỵ thì sẽ gì? Hợp với tuổi nào? Hợp với tuổi nào? Đó. Bây giờ chúng ta cùng xét nhé, xét từng tuổi một. Đấy, thì như quý vị đã biết ấy, trong cái chuyện làm ăn kinh doanh hoặc là trong cái chuyện dựng vợ gả chồng thì có rất nhiều cái điều mà chúng ta phải nói, rất nhiều điều phải nhắc đến. Ngoài cái chuyện là chuẩn bị đủ về tiềm năng kinh tế, ngoài cái chuyện là chuẩn bị đủ đầy đủ các thứ, thì cái chuyện chọn tuổi hợp tác làm ăn kinh doanh cũng như là cái chọn tuổi kết hôn thì cũng rất là quan trọng. Đấy. Vậy nên ngày xưa các cụ ngày xưa ấy, thì thường là gì? Khi mà kết hợp làm ăn, khi mà kết hợp cưới hỏi với nhau thì người ta thường đi xem bát tự để gì? Để chọn ra cho mình những người mà có ngũ hành tương sinh, tương khắc, tương sinh, đúng không ạ? Hoặc là gì? Những người hợp làm ăn sẽ giúp ích bổ trợ cho cái công việc kinh doanh của mình để được thuận lợi và may mắn hơn. Đấy, chính vì vậy mà cái việc chọn tuổi nó cực kỳ quan trọng mà các bác phải hết sức lưu ý nhé. Mặc dù cái chuyện chọn tuổi theo đạo Phật nói là nhân duyên ấy, mọi người vạn sự là tùy duyên, đến với nhau là cái duyên. Nhưng mà chúng ta biết được chúng ta chọn đấy. Chúng ta biết được chúng ta chọn mà không chọn được thì là chúng ta đã cố gắng rồi. Nhưng mà chúng ta biết được mà chúng ta không chọn ấy, mà chúng ta bảo tùy duyên ấy, thì có lẽ là vô duyên đó. Vậy nên là gì? Tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn, kể cả trong công việc cũng như là trong đời sống, đúng không? Chúng ta biết mình có thể cố gắng thì chúng ta hãy cứ cố gắng đi. Biết mình có thể làm, mình biết để mình làm cái điều này tốt hơn thì mình hãy cứ làm đi. Còn kết quả ra sao ấy, thì coi như là gì? Là ý trời. Đó. Đó là như vậy đấy. Và bây giờ chúng ta cùng xét vào những người tuổi Tỵ nhá. Đầu tiên là những người tuổi Tỵ, đúng không ạ? Thì trong 12 con giáp từ Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi thì những người tuổi Tỵ lấy tuổi nào là tuổi hợp nhất? Bắt đầu chúng ta cùng xét với từng tuổi một. Thì đầu tiên là tuổi Tỵ với những người tuổi Tý, đúng không ạ? Tuổi Tỵ kết hợp với những người tuổi Tý thì nó rơi vào đất tứ tuyệt. Cái tứ tuyệt này thì thường là ít người nhắc đến, đúng không ạ? Cái tứ tuyệt nó là gì? Trong cái bộ 12 con giáp thì có 4 cặp tuổi nó gặp nhau ấy, thì sẽ kìm hãm cái cơ hội của đối phương. Cái cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn, bệnh tật. Còn công việc ấy, thì cái tài vận cũng kém phát triển, tình duyên thì lận đận và thậm chí là gì? Có thể liên quan hình khắc đến tính mạng. Vì cái tứ tuyệt nó thường mang đến những cái vận xui nên là các cặp tuổi này thường là sử dụng để gì? Tránh cái tuổi này ra. Trong chuyện xem ngày cưới hỏi, xem ngày hôn nhân cũng như là xem các ngày mà kết hợp làm ăn với nhau ấy thì người ta cũng thường là tránh cái ngày tứ tuyệt hoặc là cái tuổi tứ tuyệt ra. Đó. Vị trí là Tỵ và Tý nó rơi vào tứ tuyệt, vậy nên là nó không tốt. Vì thế mà cho nên gì? Tuổi Tỵ sẽ nên tránh những người tuổi Tý ra, cũng như là người tuổi Tý thì cũng nên tránh những người tuổi Tỵ nhé. Trong trường hợp mà những người tuổi Tý mà kết hợp với những người tuổi Tỵ rồi ấy, thì chúng ta cũng cần phải hóa giải. Thì quý vị biết đấy, cái ngũ hành nó có quan hệ là gì? Tham hợp quyên xung và tham sinh kỵ khắc.
nó thích đi hợp hơn đi xung và thích đi sinh hơn đi khắc. Trong trường hợp tuổi Tý kết hợp tuổi Tỵ thì chúng ta hóa giải bằng cách nào, đúng không ạ? Một là chúng ta chọn thêm những người tuổi Thân, để được thì Tỵ Thân là lục hợp và Thân Tý Thìn là tam hợp, để gì? Để hóa giải cục diện xung khắc. Đấy, khi mà Tỵ Thân hợp thì sẽ không còn gì, không tuyển được Tý nữa. Khi mà Tý Thân hợp thì sẽ không tuyển Tỵ nữa. Đó. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể chọn những người tuổi Sửu. Thì Tỵ Dậu Sửu là tam hợp mà, thì Tỵ Sửu là tam hợp thì sẽ không tuyển Tý nữa, và Tý Sửu là nhị hợp thì sẽ không tuyển Tỵ nữa. Đó. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Sửu hoặc là gì? Hoặc là Thân Tý Thìn. Với những người tuổi Tỵ sẽ sử dụng vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Sửu nhá, còn với những người tuổi Tý thì sẽ sử dụng vòng tam hợp quý nhân là Thân Tý Thìn. Cái vòng tam hợp quý nhân ấy, nó được sử dụng bằng 3 viên đá mã não, trên có khắc hình linh vật tam hợp theo từng tuổi. Những người tuổi Tý sẽ là Thân Tý Thìn, những người tuổi Sửu sẽ là Tỵ Dậu Sửu, những người tuổi Dần sẽ là gì? Dần Mậu Tuất, và những người tuổi Mão thì sẽ là Hợi Mão Mùi. Đó. Nó sẽ sử dụng cái linh khí của cái quý nhân tam hợp để nhằm hóa giải những cái thị phi, những cái xung khắc, những cái xung đột trong cuộc sống, trong quan hệ hợp tác làm ăn, trong quan hệ kinh doanh. Đặc biệt là những người mà rơi vào cái tình trạng là tứ tuyệt hoặc là hình hại hoặc là xung phá đó, thì cần phải luôn mang theo bên mình cái vòng tam hợp quý nhân để hóa giải. Đó, nó sẽ giúp cho quý vị và các bạn hóa giải những xung khắc, những thị phi trong cuộc sống. Bên cạnh đó, nó cũng giúp cho cái công việc được hanh thông thuận lợi hơn. Đấy. Khi mà chúng ta gặp khó khăn ấy, khó khăn những cái vất vả trong cái công việc thì gì, quý nhân sẽ đến kịp thời và tương trợ giúp đỡ, giúp cho mọi việc nó được hanh thông và thuận lợi hơn. Vì thế cho nên là các bác nên nhớ là luôn mang theo cái vòng tam hợp quý nhân bên cạnh nhé, để mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0989349119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân. Đấy, vòng cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng. Vậy nên là quý vị mà thỉnh vòng tam hợp quý nhân ấy, hãy để lại họ tên, ngày tháng năm sinh cũng như là giờ sinh, để được chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để mình đeo cho được thuận lợi và may mắn. Đó. Đó là những người tuổi Tý và những người tuổi Tỵ. Tiếp theo chúng ta cùng xét những người tuổi Tỵ và những người tuổi Sửu. Tỵ và Sửu được cục diện là tam hợp, bán tam hợp là Tỵ Dậu Sửu. Đấy. Trong 12 con giáp thì cứ 4 năm cách nhau 3 năm, đúng không ạ? 1 2 3 thì là đến tuổi tam hợp. Vậy nên là những con giáp mà thuộc cặp tam hợp thì sẽ nằm trong cái mối quan hệ là làm ăn hay vợ chồng ấy, thì thường xuân sẻ hay thông, là những người có cùng mục tiêu, cùng chí hướng, cùng lý tưởng, sẽ giúp đỡ lẫn nhau dễ dàng để tiến bước đến cái thành công nhiều hơn. Vì vậy nên là gì? Được cục diện tam hợp là một cái điều vô cùng đáng quý. Mà ngày xưa ông bà ta vẫn khuyên là gì? Cách nhau 3 tuổi thì cách nhau 3 năm thì sẽ lấy vợ lấy chồng thì sẽ được tốt lành, và những cặp vợ chồng đó sẽ sống với nhau hòa thuận và hạnh phúc. Đó. Vì thế mà gì, tuổi Sửu và tuổi Tỵ thì rất là tốt nhá. Nếu mà chọn được tuổi này thì quý vị nên chọn. Đó. Thứ hai là gì? Tuổi Tỵ và tuổi Sửu thì khi mà kết hợp với nhau mới được bán tam hợp. Tỵ Dậu Sửu là tam hợp kim cục, đúng không? Nhưng mà khuyết mất rộng. Vì thế cho nên những người tuổi Tỵ và những người tuổi Sửu kết hợp với nhau thì vẫn bị thiếu. Vậy nên là cũng phải sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân để được trợ vận hộ thân, giúp cho vận trình của hai người nó được thuận lợi và may mắn, và nó giúp cho đầy đủ hơn cái bộ tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Sửu. Đó. Tiếp theo chúng ta xem tuổi Tỵ và tuổi Dần. Chúng ta có Tỵ Hỏa Dần Mộc, đúng không ạ? Dần và Tỵ lại là cục diện lục hại, đúng không ạ? Nó vừa là hình lại vừa là hại. Đúng không? Vừa là hình lại vừa là hại. Thì nhìn chung ấy, những người mà phạm vào cục diện tức hình này thì khó có tính tự chủ, khó có tính tự quyết và không thể độc lập mà giải quyết các vấn đề của bản thân. Cái tính tình khi mà kết hợp với nhau thì họ thường vội vàng, thường hấp tấp, thường gì cố chấp, nên là khó có thể kiềm chế trước mọi cái tình huống. Chính vì cái lý do này mà những người này thì thường là bị khó khăn, bị cản trở, lại còn gặp thêm cái cục diện là tương hại nữa, lục hại nữa. Vậy nên là nó cũng gì khó mà bền vững được. Khi mà làm việc với nhau khó bền vững được, khi mà kết hợp vợ chồng với nhau thì cũng khó bền vững được. Nó thường xảy ra những cái chuyện là xung đột, những chuyện tranh cãi, khiến cho gia đình lục đục, con cái thì hư đốn, hư hỏng đấy. Thậm chí là gì, nếu mà trong chuyện làm ăn kinh doanh thì rất dễ xảy ra chuyện thất bát, thua lỗ, hoặc là gì, tán gia bại sản. Bên cạnh đó nặng hơn nữa, một số trường hợp còn bị gì, dẫn đến sát hại lẫn nhau thôi. Vậy nên là gì, cái cặp này nó rất là nguy hiểm đó. Và để hóa giải cặp này thì người ta thường sử dụng cái bộ này, lục hợp để hóa giải nhé. Với những người tuổi Tỵ, đúng không ạ, người tuổi Tỵ thì sẽ sử dụng này, Tỵ và Dần là hại nhau, lục hại nhau, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ sử dụng người Thân và Hợi, đúng không ạ. Chúng ta có Tỵ và Thân là hợp nhau, vậy nên là sẽ không bị hình hại Dần nữa, và gì, Dần và Hợi là hợp thì sẽ không xung thân, không hại thân nữa, không hình thân, không hại thân nữa. Đó là cái cách để chúng ta hóa giải, đúng không ạ. Cũng như là gì, khi mà cặp Tỵ Hợi tương xung thì sẽ sử dụng Dần và hoặc là Thân thì sẽ sử dụng Dần nhé, Dần để hóa giải. Đó là cái cách để hóa giải những cặp xung khắc. Bên cạnh đó thì những người tuổi Dần ấy và những người tuổi Tỵ khi mà kết hợp với nhau ấy thì quý vị cũng có thể sử dụng cái linh vật. Đấy, nếu mà không chọn được người thì quý vị có thể sử dụng cái linh vật bằng đồng,
ví như là con lợn bằng đồng ấy, hoặc là gì, con khỉ bằng đồng để hóa giải đó. Và một cách nữa là quý vị hãy sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân để chiêu mời quý nhân hóa giải những xung khắc, những thị phi trong cuộc sống, cũng như là gì, giúp cho cái cục diện là dần hợi, dần và tị là lục hại thì nó sẽ được hóa giải phần nào đó. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân nhé. Đó là cục diện đầu tiên. Đấy, khi mà quý vị bị phạm vào cái cục diện mà lục hại ấy, thì quý vị tốt nhất là nên thỉnh vòng tam hợp, hoặc là gì, linh vật, hoặc là chọn được cái người phù hợp, cũng có thể là gì, nhận được đồng nghiệp, tuyển thêm người đồng nghiệp vào, đúng không ạ? Cũng thêm, có thể là gì, chọn nhận con nuôi, nếu mà làm vợ chồng thì nhận con nuôi được đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét tuổi Tỵ và tuổi Mão, đúng không ạ? Tỵ hỏa mão mộc, vị trí Mão mà lấy Tỵ thì sao, thì bị sinh xuất, đúng không ạ? Tức là nếu mà ví dụ tuổi Đinh Tỵ 1977 mà lấy Đinh Mão 1987 thì nhà có rất nhiều chuyện vui, cái cặp này thường xuyên xảy ra những xung khắc, những xung đột đó. Vậy nên là gì, nhưng mà cái người chủ động ấy, người nắm thế ấy, thường là những người tuổi Tỵ đó. Còn Đinh Mão mà nữ ấy, thì cũng thuộc dạng người mà cũng khá là ương ngạnh, khá là cá tính. Vậy nên là khi cặp này kết hợp với nhau thì cũng gặp nhiều chuyện hay đấy. Hơn nữa là gì, ví dụ như là một cặp 1987 1987 mà lấy 1999, chồng 87 vợ 99 thì nó lại gì, nó lại hòa hợp hơn. Người vợ mặc dù là vẫn là Tỵ hỏa đó, được chồng sinh cho, nhưng mà lưu trung hỏa thì không thể địch lại được gì, được đại lâm mộc. Vậy nên là người chồng, mặc dù là người chồng, nói chung là người chồng vẫn bị yếu thế hơn và khó có thể mà cản trở được vợ, và người vợ sẽ là những người mà quyết định nhiều hơn trong gia đình đó. Như vậy là những người tuổi Mão và người tuổi Tỵ thì đôi khi cũng xảy ra rất nhiều chuyện xung khắc, rất nhiều xung đột. Vì thế cho nên khi mà cái cặp này mà kết hợp với nhau làm ăn cũng như là lấy nhau thì các bạn hãy sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân. Những người tuổi Mão sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi nhé. Còn những người tuổi Tỵ sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Xỉu để hóa giải những xung đột, những xung khắc trong cuộc sống, sẽ giúp cho vợ chồng được hòa thuận, sẽ được yên ấm hơn, đúng không ạ? Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ tuổi Thìn và tuổi Tỵ, đúng không ạ? Tuổi Thìn thì Thìn là thổ, Tỵ là hỏa, đúng không ạ? Được cục diện là hỏa thổ tương sinh. Nhưng mà cái ông Thìn này sẽ thường là nắm thế chủ động, đúng không ạ? Vì là gì? Nó được sinh cho. Vậy nên là gì? Khi mà cặp mà tuổi Thìn ấy, chồng Thìn vợ Tỵ thì sẽ được hợp đạo hơn là chồng Tỵ vợ Thìn, đúng không ạ? Chồng Tỵ vợ Thìn thì hay xảy ra nhiều chuyện lục đục, nhiều chuyện tranh cãi hơn. Vì thế cho nên thì những người tuổi Tỵ cũng hãy luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Xỉu. Còn những người tuổi Thìn ấy, sẽ sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là Thân Tý Thìn nhé. Đó. Tiếp theo chúng ta xét tuổi Tỵ và tuổi Ngọ. Thì Tỵ hỏa Ngọ hỏa nó là gì? Nó là bình hòa. Tỵ là âm hỏa, Ngọ là dương hỏa, đúng không ạ? Vậy chi là khi cặp này kết hợp với nhau thì những người tuổi Ngọ thường là có xu thế là người dẫn đầu hơn. Hơn nữa những người tuổi Ngọ lại là những người gì, hay thích bay nhảy, hay nói chung hay nóng tính, quyết đoán. Vậy nên là khi mà gặp những người tuổi Tỵ, người tuổi Tỵ thì ôn hòa hơn, bình ổn hơn. Vì thế mà gì, cặp này mà kết hợp với nhau thì cũng sẽ là được hợp đạo và cũng sẽ là gặp nhiều chuyện may mắn trong cuộc sống đó. Vì thế cho nên là hơn nữa nhá, cái cặp Tỵ và Ngọ thì lại được gì, được cái bộ tam hội là Tỵ Ngọ Mùi. Vậy nên là gì, cái cặp này khi mà tiến hành đến với nhau làm ăn kinh doanh thì cũng gặp nhiều cái thuận lợi. Bên cạnh đó, để được may mắn hơn nữa thì những người tuổi Ngọ hãy sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là Dần Ngọ Tuất, và những người tuổi Tỵ sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Xỉu nhé. Đó là cặp Tỵ Ngọ. Tiếp theo chúng ta xét cặp Tỵ và Mùi, đúng không ạ? Tỵ hỏa Mùi thổ, hỏa thổ nó tương sinh. Như vậy cũng giống như những người tuổi Thìn thì những người tuổi Tỵ khi mà lấy những người tuổi Mùi thì cũng sẽ rất là tốt nhá. Nó được bộ tam hội là gì, Tỵ Ngọ Mùi, đúng không ạ? Tỵ Ngọ Mùi là tam hội. Vậy nên là gì, nó sẽ mang lại cái may mắn trong con đường công danh sự nghiệp, thì nó cũng được gì, quý nhân tương trợ giúp đỡ, được cục diện tam hội che chở nâng đỡ. Vậy nên là nó sẽ giúp quý vị mở rộng cái mối quan hệ hợp tác kinh doanh, mở rộng cái mối quan hệ làm ăn. Vì thế mà cái cuộc sống nó sẽ có phần là bình yên hơn, may mắn hơn đó. Để được may mắn hơn nữa thì những người tuổi Mùi sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi, còn những người tuổi Tỵ sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Xỉu để mang lại cái may mắn hanh thông hơn trong công việc khi mà kết hợp với nhau, kết hợp với những người tuổi Mùi nhá. Tiếp theo chúng ta xét người tuổi Tỵ và những người tuổi Thân. Những người tuổi Tỵ và những người tuổi Thân ấy thì nó dính vào cục diện là vừa hợp vừa hình, đúng không ạ? Vừa hợp vừa hình, tức là nó đang tốt thì nó lại gì, lại hóa xấu, mà đang xấu thì nó lại hóa tốt. Cũng tùy trường hợp. Chúng ta biết cái cục diện lục hợp ấy thì khi mà kết hợp làm ăn với nhau ấy thì nó sẽ được nhiều chuyện tốt đẹp, trong quan hệ được tốt đẹp. Các cặp lục hợp này nếu kết hợp làm ăn hoặc là thành đôi thì nó tạo nên sự may mắn, tạo nên sự hạnh phúc và tạo nên sự thành công trong công việc. Nhưng mà nó bị cản trở bởi cục diện tương hình. Cái cục diện tương hình thì nó lại gì, nó lại gây ra cho sự là khi mà cặp này kết hợp với nhau nó thiếu đi cái quyết đoán, thiếu đi cái tính tự chủ và không thể độc lập với nhau nữa.
Bên cạnh đó thì thay vì cục diện lục hợp thì nó lại gì? Nó lại vội vàng, nó lại hấp tấp, nó lại trở thành những người cố chấp và khó có thể kiềm chế trước mọi tình huống. Chính vì lý do trên mà khi mà cặp này thì nó vừa tốt vừa xấu tùy trường hợp. Thì nó vừa tốt vừa xấu tùy trường hợp nhé. Đó, tị và thân là lục hợp. Vậy nên là những người tuổi thân ấy, nói chung là khi mà kết hợp với tuổi này thì cũng rất là ok, rất là tốt. Đó, tại vì cái hợp nó gì? Nó hóa được phần nào của cái hình đi. Nói chung là lý ra được 10 điểm thôi, hợp thì được 10 điểm. Nhưng thêm một hình vào nữa thì được 7 điểm. Như vậy là cũng là ngon rồi, đúng không ạ? Đó. Khi mà gặp cục diện là hợp và hình nhau ấy thì những người tuổi tị và những người tuổi thân cũng cần phải hết sức lưu ý. Đấy. Thì các bạn sẽ phải sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân để hóa giải, để mang lại cái may mắn, mang lại cái bình an trong cuộc sống cho chính mình. Đó. Đó là tuổi tị và tuổi thân. Tiếp theo chúng ta xem tuổi tị và tuổi dậu. Tị và dậu thì kết hợp với nhau được bán tam hợp, đúng không? Được bán tam hợp. Tức là gì? Được cái bộ tam hợp quý nhân là tị dậu sửu, là tam hợp kim cục. Đấy. À, khi mà tuổi tị kết hợp với tuổi thân ấy, thì nó nằm trong mối quan hệ là vợ chồng làm ăn buôn bán cũng như là sinh con đẻ cái, thì công việc sẽ được hanh thông thuận lợi, họ sẽ cùng nhau phấn đấu và đạt được cái mục tiêu, đạt được cái lý tưởng và giúp đỡ lẫn nhau để tiến tới cái thành công xa hơn nữa. Đó, vì thế mà tuổi dậu với tuổi tị kết hợp với nhau là hợp đạo, là tốt. Vậy nên là gì, các bạn hãy gì, nếu mà có điều kiện thì hãy cứ chọn những tuổi này mà chơi, đúng không ạ? Và để được may mắn hơn ấy, thì tuổi tị và tuổi dậu thì kết hợp với nhau nó bán tam hợp. Độ bộ tam hợp đủ là tị dậu sửu, đúng không ạ? Vậy nên những người tuổi dậu và những người tuổi tị hãy luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là tị dậu sửu để được trợ mệnh hộ thân, giúp cho nó mang được đầy đủ cái khí tam hợp và nó mang lại cái may mắn cho các cặp đôi này, cũng như là cái chuyện là hợp tác kinh doanh làm ăn và buôn bán. Đó, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0989349119 để thỉnh vòng tam hợp nhé. Tiếp theo chúng ta xét đến những người tuổi tị và những người tuổi tuất, đúng không ạ? Những người tuổi tị và những người tuổi tuất. Tị hỏa gặp tuất thổ, đúng không ạ? Tuất thổ gặp cái ví dụ như tị kết hợp với mùi thì là tốt hơn là kết hợp với tuất, vì là cái tị và tuất thì nó không rơi bộ nào cả. Đó, ông tị hỏa sinh ra tuất thổ, vậy chi là những người bị 1982 nhâm tuất mà lấy 1989 kỷ tị ấy, thì gì, vợ chồng sẽ hòa thuận hơn, sẽ hợp đạo hơn. Còn những người 1977 đinh tị mà lấy 1982 giáp tuất thì cũng sẽ gì, công việc cũng sẽ nói chung là gặp nhiều trắc trở hơn là những cặp gì, cặp chồng, tức là chồng tuất vợ tị thì sẽ hợp lý hơn là chồng tị vợ tuất. Đó, nó cũng không rơi vào cái bộ nào xấu cả, đúng không ạ? Nhưng mà nó sẽ gì, do cái xét về cái ngũ hành ấy, thì người tuổi tuất sẽ nắm được cái ưu thế là nắm được phần thắng nhiều hơn. Đó, vậy nên là những người tuổi tị và những người tuổi tuất kết hợp với nhau thì vẫn là tốt nhé, không vấn đề gì cả. Đó. Và cuối cùng chúng ta xét là tuổi tị với tuổi hợi. Tị và hợi, đúng không ạ? Tị và hợi nằm trong cái bộ là tứ hành xung. Tứ hành xung, các cụ nói là dần thân tị hợi tứ hành xung. Họ đến với nhau thì khác nhau về cái phong cách sống và quan điểm sống. Cái điều này thể hiện rõ nhất trong những cái lần xung khắc, những lần cãi vã, những lần tranh cãi. Và cái hiện tượng bất đồng quan điểm cũng như là hiện tượng là không chịu nhường nhịn lẫn nhau ấy, nó gây ra những cái sự tan vỡ, sự chia ly trong cuộc sống, cũng như là gì, gây sự tranh cãi, sự xung đột trong công ty, trong công sở. Và nó rất dễ đến chuyện là gì, phá sản, vỡ nợ. Đó, hoặc là gì, đường ai nấy đi. Như vậy là gì, tuổi tị và tuổi hợi khi kết hợp với nhau thì nó là không tốt. Vậy nên mà các bác cũng cần phải hóa giải nhé. Đó, thì vẫn áp dụng cái nguyên tắc tham sinh kỵ khắc, tham hợp quân xung của ngũ hành. Thì những người tuổi tị thì có thể kết hợp với những người tuổi dần, đó. Khi mà tị hợi xung thì sẽ kết hợp với những người tuổi dần hoặc những người tuổi thân để hóa giải nhé. Mặc dù nó nằm trong bộ tứ hành xung nhưng mà nó lại là gì, quan hệ là vừa xung vừa hợp. Thì nhà nào mà có bộ đủ bộ tứ hành xung dần thân tị hợi thì chắc chắn là rất giàu. Quý vị cứ thử nghĩ xem, thử để ý xung quanh mình xem, nhà nào mà đủ cặp dần thân tị hợi hoặc dần tị thân hoặc là gì tị thân hợi thì nói chung là có ba người trong bộ bốn thôi cũng đã khá giả hơn người rồi. Đấy, nếu mà nằm đủ bộ tứ hành xung nữa thì nó lại càng tuyệt vời nữa. Ví dụ như là tôi có một ông em, ông làm cũng là công ty truyền thông, đúng không ạ? Ông ấy sinh năm 86, vợ sinh năm 89, đúng không ạ? Đẻ con năm 2014 và một đứa nữa là 2019. Đấy, hiện tại là gì? Gia đình rất là êm ấm và hạnh phúc và công việc làm ăn thì cũng thuận buồm xuôi gió. Đó. Như vậy là gì? Chúng ta thấy trong cái xung nó có cái hại, trong cái hại nó có cái xung. Và khi mà đủ được cái bộ tứ hành xung thì thường là những người đó sẽ rất là may mắn. Đó, ông trời thì trong các cụ nói ông trời không tuyệt đường với ai bao giờ cả, đúng không? Trong cái xấu nhất thì nó nảy sinh ra cái đâm trời để lộc lên những cái mới, đúng không? Trong cái lụy thì nó đâm trời để lộc lên những cái mới. Vì thế mà gì, quý vị hãy sử dụng cái bộ gì, cái bộ lục hợp, cái bộ tam hợp, cái bộ nhị hợp để chúng ta hóa giải những cái xung khắc trong tứ hành xung hay là lục hại vân vân, để mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình.
Đó. Và một cách nữa là quý vị có thể sử dụng đó là cái linh vật. Cái linh vật đúng không ạ? Ví dụ tuổi Tỵ và tuổi Hợi là xung nhau thì có thể sử dụng con hổ. Trên bàn làm việc trong nhà có thể đặt một con hổ hoặc là gì? Đặt một con khỉ. Mã Phong Hầu ấy, nếu mà các bác nào làm về cái công việc có chức có quyền ấy, hoặc là làm ở công việc hành chính ấy, thì nên gì? Trên bàn làm việc để một con khỉ hoặc là một con hổ thì sẽ được hanh thông thuận lợi hơn. Đó. Mà trong nhà mà chúng ta trong chuyện vợ chồng lấy nhau ấy, mà gặp cái cục diện Tỵ Hợi xung ấy, thì các bạn có thể là gì? Sử dụng một là gì, nhận con nuôi tuổi Dần, hai là gì, cũng có để lên linh vật để hóa giải. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể dùng một cái vòng tam hợp quý nhân đó. Thì với người tuổi Tỵ sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Tỵ Dậu Xíu, còn với người tuổi Dần ở tuổi Hợi thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi. Đấy, sẽ sử dụng cái linh khí của tam hợp để hóa giải những xung khắc, những tỵ phi. Đấy, ngũ hành là gì? Tham hợp quên xung, tham sinh kỵ khắc, quý vị nhớ nhé. Tham hợp quên xung, tham sinh kỵ khắc, tức là thích đi hợp hơn là đi xung và thích đi sinh hơn là đi khắc. Khi mà có tam hợp quý nhân giúp đỡ rồi thì cái chuyện xung khắc này nó cũng giảm phần nào và dần dần nó cũng sẽ tan biến và vợ chồng cũng sẽ hiểu nhau hơn. Anh em bạn bè trong quá trình hợp tác làm ăn ấy, thì cũng sẽ thông cảm, chịu lắng nghe nhiều hơn. Từ đó sẽ dẫn đến công việc hanh thông thuận lợi và cái tài lộc nó sẽ đến với những người tuổi Tỵ và những người tuổi Hợi. Đó là con giáp cuối cùng. À, thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ xong cho quý vị và các bạn là những người tuổi Tỵ thì hợp tuổi nào, đúng không ạ? Như vậy bây giờ tổng kết lại nhé, những người tuổi Tỵ sẽ hợp tuổi sau. Đầu tiên là hợp với tuổi Sửu, đúng không ạ? Thứ hai là hợp với tuổi Dậu. Và thứ ba là hợp với tuổi Thân. Đây là ba cái tuổi tốt nhất mà những người tuổi Tỵ có thể kết hợp được. Đó. Tiếp theo là những người tuổi xấu nhất thì sẽ có những tuổi sau. Tỵ và Hợi xung, ông Hợi là xấu đầu tiên, đúng không ạ? Thứ hai là ông Tý. Đó. Thứ ba là ông Dần. Đó. Thứ tư là ông. Đó, đó ba ngày xấu nhất. Tỵ, Tý, Dần. Đó, là xấu nhất thì quý vị nên tránh, đúng không? Có ông Hợi này, Tý này và Dần. Đó là ba tuổi xấu nhất mà những người tuổi Tỵ nên tránh. Đó. Còn để mà chọn được ấy, chọn được mà làm không xung khắc gì mà vẫn công việc nó vẫn bình thường ấy, thì quý vị có thể chọn tuổi Tuất, đúng không? Tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Đó là những tuổi làm được. Như vậy là với những người tuổi Tỵ thì cũng có rất nhiều lựa chọn, đúng không ạ? Có xem nào. 1 2 3 đúng không ạ? 1 2 3 4 5 6 7 8 có 8 sự lựa chọn cơ. Vậy nên quý vị chọn gần hết 12 con giáp rồi. Có 8 trên 12 con giáp. Vậy nên là thì quý vị có thể chọn bất kỳ tuổi nào. Nhưng mà trừ cái tuổi nhá, Dần, Tỵ, Dần, Tý và Hợi. Trừ 3 tuổi Dần, Tý, Hợi ra thì sẽ được may mắn thành công. Đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, cái việc đến được với nhau thì nó là cái duyên, đúng không ạ? Và làm thế nào để chúng ta tăng cường được cái nhân duyên nó lên? Đấy, ở trong đầu chương trình tôi cũng đã nói rồi, khi mà chúng ta có cơ hội lựa chọn, khi mà chúng ta có cơ hội làm thì chúng ta cứ làm. Còn thành hay bại thì nó là do gì? Do ý trời. Vậy nên là chúng ta đã làm rồi thì chúng ta sẽ không hối hận nữa. Ừ, tôi làm rồi nhưng không được. Nhưng mà chúng ta làm không làm ấy, thì chúng ta đến lúc chúng ta phải hối tiếc. Ừ, ta không làm thì nó làm nó được, đúng không ạ? Thằng khác làm, mình không làm thì nhìn thằng khác làm mà. Còn mình làm thì thằng khác phải nhìn mình làm, đúng không ạ? Vậy nên là gì? Khi mà có cơ hội lựa chọn, các bạn cứ lựa chọn cho mình những cái tuổi hợp nhất, đẹp nhất để mình tiến hành cái công việc hợp tác kinh doanh làm ăn, cũng như là sinh con đẻ cái, cũng như là gì, giữ vợ gả chồng để cho được may mắn và thành công. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.